Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng đã được thông qua tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, pháp lệnh gồm 4 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 việc ban hành một văn bản pháp luật thống nhất và chi tiết tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tố tụng và ý thức chấp hành pháp luật